Kính thưa quý vị, các bạn, sáng hôm nay thì Dũng muốn gửi tới quý vị một cái video. Người ta nói thường thường trong nhà ở Mỹ này hay cần có một người handyman. Cái từ handyman là chúng ta nghe là những người đàn ông mà có thể sửa chữa những cái vật dụng trong nhà. Khi chúng ta gọi tới thợ thì ở Mỹ này thì có một cái điều là những cái đồ mà chúng ta thay, những cái món, tất cả những cái đồ mà chúng ta vật dụng sử dụng trong nhà như máy móc rồi thì rất là rẻ. Cái chỗ đáng ngại, có quan ngại là cái tiền công của người thợ thì rất là mắc. Chẳng hạn như những người thợ sửa ống nước, điện vân vân. Cho nên thành ra những cái điều linh tinh nếu chúng ta làm được thì chúng ta nên làm. Khi chúng ta gọi tới thợ là tại vì thứ nhất là công việc, những cái dụng cụ, những cái thiết bị để thay đồ mình không có, phải cần dân chuyên nghiệp, cái dân họ đầu tư cái vào những cái thiết bị để mà thay quá cao, hoặc là chỉ có đồ những người chuyên nghiệp mới có thôi. Thì chúng ta thay vì chúng ta tự làm thì chúng ta nên để những người chuyên nghiệp họ làm. Còn những cái linh tinh thì thường thường trong nhà đàn ông họ nói là handyman, là cái người phải sửa chữa. Và những cái điều này thì chúng ta thứ nhất là cấp bách, đôi khi những cái linh tinh nó hư mà chúng ta có thể sửa được thì chúng ta nên tự làm, còn hơn là chúng ta gọi những dân chuyên nghiệp họ làm cuộc hẹn mất thời gian. Và đối với Dũng thì từ bé Dũng quen rồi, từ lúc ở Boston Dũng làm chủ nhà, một cái nhà mà mình mướn, mình mua về mình ở rồi mình cho thuê thì nó có cái tiền thu nhập. Cho nên từ cái thời còn là kỹ sư ở Boston thì đi làm về Dũng cũng đã quen rồi, sắn tay áo lên và sửa đồ cho những người thuê nhà cho mình. Cho nên thành ra từ từ Dũng học khá nhiều. Và ở Mỹ này thì cũng không có khó đâu quý vị, những cái đồ mà chúng ta cần sửa, nhưng chỉ có một cái là chúng ta nên sửa đúng, có nghĩa là đồ nào nó phải ra đồ nấy, và thiết đồ dụng cụ mà chúng ta sửa chữa cũng vậy, đừng có lấp liếm. Nguy hiểm có một cái là Dũng biết là bố vợ của Dũng hồi suốt ông mới qua Mỹ thì ông cũng thích sửa này, những cái đồ lặt vặt, nhưng mà cái cách của ông khác, là ông theo cái tư duy của ông và cái cách của ông là cứ lấp liếm, lấy cái này lắp đầu kia, như ông cắt cái đuôi dây điện của bên này ông lắp ra bên kia. Ở Việt Nam thì không biết như thế nào, bên Mỹ mà mấy cái đó mà chúng ta làm mà nó có tai nạn gì xảy ra thì bảo hiểm mà khi mà ở nhà có tai nạn cháy nhà hay là bất cứ một cái chuyện gì xảy ra mà ảnh hưởng tới tính mạng nguy hiểm thì bảo hiểm họ tới và họ nhìn vào và họ sẽ không trả tiền cho chúng ta. Họ nói đây là cái sự bất cẩn của chúng ta, chúng ta tự tạo ra những cái nguy hiểm này. Cho nên thành ra khi chúng ta sửa chữa đồ thì giống như Dũng nói, đồ ở Mỹ này nó rẻ, nó không có mắc. Cái tiền mắc là cái tiền nhân công, là cái tiền thợ. Như sáng hôm nay thì Dũng muốn sửa cái này tiếng Anh gọi là garbage disposal. Thường thường ở dưới cái bồn rửa chén của chúng ta là sẽ có một bên để mà ngâm chén bát, còn một bên là chúng ta những cái đồ rau cải, những cái đồ mà chúng ta cần nghiến, cần nghiền để cho nó đẩy vào trong cái hệ thống thì nó nằm ở dưới. Cái mã lực của cái máy này là nửa ngựa, chúng ta thường thường có là phân nửa, nửa ngựa, 1/3, 3/4. Thường thường là ở dưới đây là trung bình là nửa, half a horsepower là chúng ta thấy nhiều, ít có bao giờ mà 1/3 thì nó hơi yếu, 3/4 thì nó cũng có thể là quá mạnh. Cho nên thành ra là dưới đây trung bình là chúng ta sẽ thấy là nửa. Và thường thường Dũng làm mấy cái này thì hay có Barry, cháu con trai, những cái đồ linh tinh này thì Dũng hay chỉ cho cháu để cho nó lớn lên nó biết luôn. Chẳng hạn vấn đề sửa xe, thay nhớt, thay dầu, những cái đồ mà chúng ta làm được. Bây giờ thì ít ai thay nhớt, tại vì thay nhớt xe nó quá rẻ, quá nhanh. 10-15 phút là chúng ta chạy chiếc xe vào thay nhớt. Và còn cái thời hồi xưa của Dũng, nó mỗi cuối tuần là cứ là chui xuống chiếc xe để mà thay sửa xe để mà giúp chúng ta học hỏi luôn. Cho nên thời này thì chúng ta cũng thấy ít người thay nhớt, chứ thật sự hồi xưa lúc mình có chiếc xe thì thay nhớt hầu như mỗi tuần. Thì mấy cái điều mà nó gọi là handyman á, là phụ nữ trong nhà họ yên tâm khi họ biết người đàn ông của mình có thể sửa những cái đồ vật dụng trong nhà, những cái linh tinh hư chuyện gì cả là mình yên tâm. Chẳng hạn như cái máy này, bà nội trợ có cái điều rất là hay là bà nội trợ nhà mình khi mà cái gì hư đó, bà ít có nói là nó bị hư, mà bà nói tự nhiên, bà đang đứng đây bà nói anh ơi tự nhiên cái máy nó hư. Thì mình khám phá ra là tại vì có những cái dầu nước đá nào này kia bà nhét xuống đây thì
Cái máy này đôi khi nó ở trong đó nó có cái răng để nó nghiến, nhưng nó cũng có một cái chế độ tự động là khi mà nó bị kẹt thì nó thể khựng lại. Chẳng hạn như có nhiều người hay trẻ con thọt tay xuống, hoặc là có muỗng, có thìa, có nụ đìa, những cái đồ gì cứng như là đũa đồ rớt xuống thì nó nghiến, nhưng mà nó bị nghẹn thì nó khựng lại. Thì thường thường nó gọi là jam, jam, jam là JAMMED. Chúng ta đi vào trong Home Depot, những chỗ sửa đồ, chúng ta nói như vậy thì họ biết là cái garbage disposal, là cái máy nghiến của tôi nó bị jam. Thì sáng hôm nay khi mà được bà nội trợ, cái bộ nội trợ của mình thông báo như vậy thì nó có những cái động tác là mình có thể sửa ngay, để mà mình biết coi nó bị hư cái gì nhá. Cho nên hôm nay Dũng cùng với lại quý vị để làm cái điều này, để cho chúng ta xem coi nó bị nghẹn, nó bị đứng hay là máy nó đã cháy. Thường thường tuổi thọ của một cái máy này là từ 7 cho tới 10 năm. Cho nên nếu mà ở nhà chúng ta có cái máy này từ 7 tới 10 năm thì chúng ta cũng biết là tới ngày nó sẽ đi rồi. Đồ ở Mỹ này họ làm là như thế quý vị, họ làm để cho chúng ta thay chứ không phải để sửa. Sửa là khi nào nó bị mấy cái linh tinh thôi, nó bị kỹ thuật. Còn nếu mà hư là bắt đầu phải thay thôi. Cho nên đồ họ làm giá nó rất là rẻ, cho nên không có đáng. Nhưng Dũng nói mấy cái máy này chẳng hạn như cái này thì khoảng chừng 100 đô. Nhưng mà nếu mà chúng ta gọi một người thợ ống nước lại, một người plumbing, thì họ có thể ăn tiền công của chúng ta ngang ngửa cái máy hoặc hơn luôn cả cái máy. Cho nên thành ra đôi khi cuối tuần trong mấy cái dịp này chúng ta nếu mà làm được thì chúng ta nên làm. Thì hôm nay Dũng có thể đồng hành cùng với lại quý vị để mà coi coi cái máy này chúng ta làm gì. Trước đây thì chắc là người ở cái nhà này trước chắc là cũng đã từng sửa cái máy này, cho nên chúng ta thấy tên của người thợ sửa ống nước đến đây, thường thường nó gọi là plumber. Họ làm thì họ hay dán những cái giấy tên của họ lại để mà cái nhà này là khoảng chừng 20 năm rồi quý vị, xây ra cái khu vực này là 20 năm, cái khu biệt thự này năm 2000 nó đón chào người chủ đầu tiên. Thì Dũng là người, Dũng và Phương là chủ thứ nhì. Cái ngôi nhà này cũng đã được 14 năm khi mà Dũng và Phương là chủ ngôi nhà này. Trước đó thì cũng có một cặp vợ chồng họ ở đây 6 năm và họ dời đi nơi khác. Cho nên có thể là những người này, thường thường Dũng hay nói là quý vị vào nhà quý vị sẽ thấy những cái vấn đề họ dán như thế này. Có nghĩa là người đến trước cái máy này chắc nó cũng đã trục trặc rồi, cho nên họ đến họ sửa và họ dán cái tờ giấy lại, có nghĩa là có chuyện gì gọi cho tôi là người sửa ống nước hoặc là người thợ điện của cái nhà này, vân vân vậy đó. Thì hôm nay có thể là mình sẽ cần tới anh ấy, nhưng mà để xem coi mình có tự sửa được không, có những cái thứ mà mình làm được thì mình nên tự làm. Và Dũng nên khuyên là quý vị làm là quý vị nên sử dụng đúng thiết bị, đừng có lắp liếm, đừng có chắp vá đầu này đầu kia. Nó gây tới cái sự thứ nhất, kia là lợn trâu đang lành mà mình sửa riết nó thành trâu què. Ở đây đơn giản là khi nào nó đụng tới nước nôi thì quan trọng nhất là chúng ta phải làm đúng, chứ không thôi chúng ta làm xong lắp ráp xong rồi nó bị rỉ nước thì nó còn ảnh hưởng tới sàn gỗ, rồi nó ảnh hưởng tới cái là hệ thống ống nước nữa. Cho nên quan trọng là vậy, đừng có hà tiện mà lắp liếm, sửa không đúng. Nếu chúng ta thấy nó quá mức quá cỡ, chúng ta làm không được không nổi thì chúng ta hãy gọi thợ tới. Cho nên thành ra Dũng sẽ đồng hành cùng với lại quý vị để cho quý vị xem coi coi hôm nay cái công việc này là trong tầm tay của chúng ta. Thứ nhất là khi mà cái máy nó không chạy nữa đó thì mình có hai động tác mình cần phải làm. Mình coi coi nó còn có cái tiếng chạy nữa hay không, hay là nó đứng luôn. Ví dụ nó đứng luôn thì mình phải coi coi có chuyện gì xảy ra. Thì thường thường là nó có cái công tắc. Ở đây thì nhà của Dũng thì nó có hai cái, một cái là bóng đèn và một cái là cái công tắc. Thì giờ nếu mà chúng ta mở lên mà chúng ta không nghe cái tiếng ồn, cái tiếng nhúc nhích của cái máy, có nghĩa là chúng ta xem lại coi cầu chì điện có vấn đề hay không. Hoặc là cái đó cũng là một cái biện pháp cho biết là cái máy của mình nó hoàn toàn bị cháy rồi, nó không nhúc nhích, nó không có tiếng ồn gì cả. Nó như là xong rồi, không có gì cả đấy. Tắt cái công tắc đó nha, rồi không nghe tiếng ồn tiếng gì cả. Thì bây giờ cái động tác thứ nhì chúng ta làm là gì ạ? Sau khi chúng ta xuống đây thì chúng ta sẽ thấy là ở đây nó có cái lỗ điện cắm, một cái là cho cái máy nghiến này và một cái lỗ điện kia là cho cái máy rửa chén. Và cái ống rửa chén là đây. Ví dụ mà chúng ta có cái ống rửa chén, có nhiều nhà là không có, thì chúng ta sẽ không thấy cái ống chạy qua. Và
chúng ta sẽ chỉ thấy có một cái ổ cắm điện thôi. Ở đây chúng ta thấy hai ổ cắm điện, một cái là cho cái máy nghiến này và một cái là cho cái rửa chén. Thì bây giờ cái quan trọng là chúng ta sẽ ngó ở dưới phần dưới cái đít của cái máy này, thường thường nó có một cái nút màu đỏ. Chúng này chúng ta gọi là cái cầu chì. Khi mà cái gì nó bị nghẹn thì cái cầu chì nó sẽ bung ra. Có nghĩa là nó ngưng cái máy ngay. Chẳng hạn tránh tình trạng mà chúng ta thọt tay xuống đó bị gì, hay là muỗng nĩa văng xuống đó mà nó nghẹn là cái nút này nó bung ra. Thì chúng ta hãy ngó xuống phần dưới coi cái nút nó có bị hay không. Quý vị cũng thấy ở dưới này là nó có cái nút màu đỏ này, cái nút này nó không có bung. Thấy không? Thì có thể là đây là một trong những là tự nhiên cái máy nó hết. Nếu mà cái nút này nó bung ra thì chúng ta nhấn nó ngược lên và chúng ta hoạt động trở lại. Nếu mà nó chạy trở lại có nghĩa là nó bị nó không có bị ngạn, nhưng nó bị đứng lại là có thể tuổi thọ của nó. Thì nếu mà chúng ta nhìn thấy cái điều đó rồi mà không có chuyện gì hết thì chúng ta có thể rọi cái đèn pin, lấy cái đèn pin rọi xuống để xem coi ở dưới đây nó có bị ngạn gì không nhá. Quan trọng quý vị nhớ là làm bất cứ cái gì phải đeo bao tay. Cái khu vực này nếu mà chúng ta thọt tay xuống đây là nên đeo bao tay. Quý vị sẽ ngạc nhiên là theo thống kê của Sở Y tế và Vệ sinh cho thấy là cái khu này là cái khu dơ nhất của trong nhà, còn dơ hơn cả cái toilet, cái chỗ của chúng ta đi. Tại vì đây là cái chỗ mà nó nghiền, nó nén và đồ ăn đôi khi nó bị ứ là dưới đó nó hôi. Cho nên thành ra Dũng thấy là dưới đó không có ngẹn gì cả. Thì bây giờ động tác kế tiếp của chúng ta là gì ạ? Mở lên, coi nó có tiếng gì nữa hay không. Có nghĩa là cái nút không bị gì cả. Bây giờ Dũng mới dùng tay để nhấn cái nút nó vào rồi. Nếu mà cái nút đỏ nó bung lên cái cầu chì thì có nghĩa là nó bị một cái gì đó nó bị ngẹn, nó bung. Bây giờ chúng ta mở ngược lên coi nghe coi tiếng gì nha. Đồ không có đồ ngẹn ở đây, cầu chì không có bung. Mà cái tiếng nó ồn như vậy có nghĩa là cái máy mình có thể là nó bị tới đời của nó rồi. Dũng giống như Dũng nói là tuổi thọ là 7 cho tới 10 năm chứ không thể xài lâu. Thì bây giờ quan trọng là cái kế tiếp chúng ta có thể hồi sinh cho nó. Nếu mà nó bị ngẹn thì đây là cái động tác này là chúng ta có thể làm được ngay. Thứ nhất, trước khi là rút cái sợi dây điện ra nha, tắt cái công tắc là một cho nó an toàn. Thứ nhì là rút cọng dây điện ra để coi không còn chuyện gì xảy ra nữa. Thì cái động tác này kế tiếp, thường thường chúng ta mua cái máy này nó có một cái thiết bị này, nó gọi là cái Allen wrench, nhưng mà chúng ta cũng thấy nó đặc biệt là nó xéo như thế này. Nó đi chung với lại cái máy, nhưng mà ví dụ mà chúng ta không có phải là người chủ đầu tiên của ngôi nhà hay là mua cái máy này, đôi khi tìm không ra thì trong Home Depot nó có bán cái thiết bị này. Những cái khu vực mà về ống nước là nó có ngay. Và cũng giống như mới nãy Dũng nói đó, mình vào mình nói với họ là cái máy garbage disposal của tôi bị jam. Jam là bị ngàn thì họ đưa ngay. Thì dưới này nó có một cái lỗ, chúng ta đưa cái con ốc này vào chúng ta dặn, thấy không? Để cho biết là nó không có bị ngàn gì cả. Giống như cái này là hồi xưa thời Pháp á, nó có những cái chiếc xe nó gọi là xe tắc xong á, quý vị còn nhớ không ạ? Phải dặn nó như thế này để cho lấy chớn nó. Khi chúng ta dặn như vậy đó là chúng ta để đảm bảo là ở trong này nó không có cái gì ngẹn nữa hết, có nghĩa là nó trống ở trong này, đúng không? Chúng ta dặn như thế này đấy. Khi mà nó bị ngẹn cái gì thì chúng ta dặn chút xíu là nó cứng ngay, là có nghĩa là nó bị ngẹn. Động tác này là để đảm bảo là cái máy không có cái bị ngẹn trong gì, không được cầu chì không có bị đứt. Không, để chúng ta trước khi mà chúng ta chữa bệnh nó chúng ta phải coi. Khi mà thường bình thường nếu mà cái máy nó không tuổi thọ của nó vẫn còn mà nó bị ngẹn thôi thì quý vị quay như thế thì nó sẽ bị ngẹn, nó cứng lại và lúc đó chúng ta rút dây điện ra rồi chúng ta mới gấp đồ ra. Mới nãy Dũng đã rồi cái đèn pin thấy là nó không có ngẹn cái gì, dưới cầu chì cũng không có bung. Đây cái nút cầu chì đỏ, nếu mà nó bung thì nó lòi cái cầu chì ra nó dài hơn. Thì chúng ta nhấn cái cục cầu chì này vào thôi, nhưng gì nó không có bung. Cho nên thật ra chúng ta biết là mọi thứ nó đã ổn. Mới nãy nghe cái tiếng thì nó ù. Lúc đầu là không nghe luôn, nhưng mà sau Dũng giật cọng dây điện ra, coi như mình gọi là reset, reboot nữa. Thì mình cắm cọng dây điện vào thì nó ù. Có nghĩa là có thể cái motor của nó đã tới đời, tuổi thọ rồi. Và mình làm cái động tác này một lần nữa, quý vị thấy không ạ? Nó bán cho mình cái đồ này, cái thiết bị này là để dành cho cái này thôi. Khoảng chừng 5-6 đồng gì trong Home Depot là nó có bán nhé. Rồi bây giờ mình khởi kích thích nó lại một lần nữa coi như thế nào. Cắm lại dây điện đã quay đã hết rồi, mà nếu mà nó vẫn không chạy có nghĩa là thôi, là tới ngày tới giờ rồi, nó cái máy nó đã theo ông theo bà rồi.
Trước khi ấy thì mình xả một miếng nước để cho nó có nước ở trong đó nha. Rồi, chúc mình may mắn đi quý vị. Hy vọng là hôm nay là ngày thứ bảy, mình không cần phải tay chân mình lem lúa. Quan trọng là khi mà chúng ta mở cái máy đó, chúng ta có cái nút này thì chúng ta nên nhấn nó vào để làm chi, để tránh cái phần lại dưới nó có những cái gì nó bay bắn ngược trở lên. Cho nên thành ra dùng cái này nhấn đẩy xuống, chặn ở dưới lại nhé. Rồi. Ô, chạy rồi. Ngon rồi. Người nghe, phải chạy rồi. Coi như là tháng này mình đã thành công ở trong cái vấn đề mà đã sửa được cái máy này, là nó đã chạy rồi. Một chút nữa bộ nội trợ dậy mình sẽ cho biết. Nhưng mà nghe cái tiếng máy này thì chắc là mình cũng phải chuẩn bị tinh thần. Chắc là nó cũng sẽ theo ông theo bà sớm thôi. Nó chạy nhưng mà nó hơi ồn. Thì hy vọng là sáng hôm nay mình đã chữa lửa nhanh. Hy vọng là quý vị đã thích cái phần đó. Những cái gì nữa là thường thường Dũng hay đem theo một cái thiết bị để mình biết là cái chỗ này nó có bị đứt điện hay không. Thì rất là đơn giản, khi chúng ta rứt điện ra ở cái cầu chì này thì chúng ta đem theo một cái bóng đèn, thấy không? Mới nãy mà khi mà không nghe cái tiếng nó ồn, khi mở lên không nghe gì hết, thì giờ chúng ta rút điện ra và chúng ta cắm cái bóng đèn vào. Không, nếu chúng ta cắm cái bóng đèn vào và Dũng ra, Dũng thích làm là nó có cái sợi dây dài này để mà Dũng mở cái công tắc ở phía trên để mình quản lý được, chứ mình không muốn mở, mình nằm ở dưới. Khi mình mở cái công tắc mà đèn nó không cháy, có nghĩa là điện nó không có. Còn nếu mà chúng ta cắm đèn vào, phải không, là nó tốt, là chúng ta nên làm việc ở lại cái máy được. Không thôi là nên tránh cái vấn đề đó, là không nên sờ tay xuống dưới đó để mà làm việc. Hoặc là cái máy hỏi là nhiều khi chúng ta mở lên mà chúng ta không nghe cái tiếng gì hết, thì chúng ta có thể nói là để coi tôi cắm vào để coi cái lỗ này nó có điện hay không. Nếu mà cầu chì ở đây không có bị đứt thì có thể là cầu chì ở bên ngoài bị đứt, thì chúng ta có thể mở bóng đèn và chúng ta nói là rồi giờ mở lên đây, chúng ta thấy có điện đúng không, và chúng ta biết là cái điện ở dưới đó nó không có vấn đề. Để mình đem theo một cái thiết bị và mình mở nha, mình thấy ngay là có nghĩa là cái chỗ cắm điện, cái cầu chì, cái cục cắm điện, cái máy nó không có vấn đề, nó có điện đây, thì có nghĩa là mọi thứ điện và mặt điện là an toàn, ok. Và khi mà chúng ta thọt tay xuống cũng vậy, là chúng ta nên cắm cái này vào và chúng ta nên nhớ là tắt điện, đảm bảo là chúng ta tắt cái cầu chì, và khi tắt cái cầu chì là điện bóng đèn nó cũng tắt luôn. Đấy, để mà đảm bảo an toàn khi chúng ta làm việc. Có nghĩa là sáng hôm nay mình đã đồng hành cùng với mọi người để mà sửa cái máy này. Đôi khi ở nhà người lớn tuổi, phụ nữ có thể xem những cái video này, có thể tự làm nếu mà không có, trong nhà người đàn ông của mình không có. Thì hy vọng là, dĩ nhiên là mấy cái việc này là của đàn ông, không có gì hạnh phúc bằng là chúng ta có người đàn ông trong nhà để họ làm, nhưng mà không hẳn là lúc nào cũng có người làm. Không có thì chúng ta cũng có thể tự giúp chúng ta. Dũng hay nói cái câu là hãy tự cứu mình trước khi được cứu. Thì sáng hôm nay là chúng ta đã, Dũng thì Dũng không yên tâm lắm, Dũng nghe cái tiếng máy này chạy, Dũng nghĩ là cái nhà này cũng giống như Dũng nói là mình là chủ của căn nhà này 13-14 năm rồi. Thì khi mình vào thì cái máy này nó đã có đây rồi. Thì Dũng nghĩ là cũng tới thời rồi. Cái tuổi thọ của một cái máy này trung bình là 7 cho tới 10 năm. Thì hy vọng là nó sẽ vài ngày, vài tuần nữa, nếu mà không có chuyện gì hết thì nó vẫn hoạt động tiếp tục. Còn không thôi thì khi mà Dũng phải mua cái máy này phải thay, thì Dũng sẽ làm thêm một cái video nữa để chia sẻ với mọi người. Xin cảm ơn mọi người nhé, đồng hành, chia sẻ, lắng nghe. Và nếu mà quý vị thích những cái video clip này, quý vị cho Dũng biết, để mà trong tương lai Dũng tiếp tục gửi đến cho những cái quý vị những cái video clip mà chúng ta sửa những cái vật dụng nó gọi là linh tinh quanh nhà. Tiếng Mỹ thì họ nói là handyman, khi lấy chồng hay là họ quen với người bạn trai, họ hay hỏi câu là are you a handyman. Cái chữ này nó có hai từ, là hai nghĩa. Handyman là sửa những cái linh tinh trong nhà, nhưng khi người phụ nữ mà chúng ta quen mà họ hỏi câu đó
là anh có phải là kỹ sư để mà sửa. Khi anh có anh là người handyman, anh sửa được những cái linh tinh, cho thấy là anh cũng là cái người nhẫn nại, và khi mà tôi có vấn đề anh cũng có thể giúp tôi. Cho nên thành ra cái điều đó là như thế. Và cái điều thứ nhì nữa là lúc mà này mình nói cái văn hóa Tây thôi nha quý vị, là thường thường lúc mà họ quen biết nhau có thể trong thời gian cả mấy năm trước khi họ lấy nhau, thì họ không có ở chung với nhau, thì có chuyện gì họ hay gọi cô bạn gái, hay hỏi nói là anh qua giúp em được không, sửa cái này, căn hộ em bị này, căn hộ em bị cái kia. Cho nên thành ra khi quen nhau họ hay hỏi là are you a handyman, là như thế, là có nghĩa là cái người con gái đó họ đang có cái suy nghĩ là họ muốn đi xa với mình. Thứ nhất, nếu mà tôi sau này có lấy anh thì giá chót những cái đồ linh tinh ở nhà anh sửa được, hoặc là trong lúc hẹn hò với nhau thì đây là cái cớ để tôi mượn để mà anh qua nhà tôi sửa, giúp tôi sửa này sửa kia. Chẳng hạn như là tự nhiên nửa đêm 2-3 giờ sáng nói anh ơi cái máy này của em bị hư, cái máy kia bị hư, thì đó là họ mượn cái lý do chính đáng để mà mình đến. Thì đây là cái văn hóa của Tây phương từ xưa tới giờ là như thế. Dũng muốn chia sẻ cho quý vị khi mà người phụ nữ hỏi mình are you a handyman, là như thế, là tay chân. Những người đàn ông mà họ làm việc với lại tay chân của họ, họ giỏi về tay chân, thì họ cũng trong đầu của người phụ nữ là người đó là người năng nổ. Và cái người năng nổ thì họ có sức lực, chứ họ không phải là lưng cái loại mà ông bà mình nói là lưng dài tốn dãi. Thì đây là cái kiểu mà họ mình nói là lấy vợ thì xem tông, còn lấy chồng thì xem giống. Thì đây là cũng là một cái cách người Mỹ, thì người Tây phương họ có cái tế nhị, họ luồn lách những cái văn hóa của họ vào đó, và một cách là họ bật đèn xanh cho mình thấy là cái suy nghĩ, cái tư duy của mình. Nếu mà họ thích những người mà thực sự là thường thường những người mà ở Mỹ mà họ gọi là làm lụng bằng đầu óc, thì họ ít có handy, có nghĩa là họ ít có làm sửa chữa, họ hay thuê mướn. Nhưng Dũng nói là có những cái thứ trong cái thời buổi Covid này, chúng ta có gọi thợ cũng rất nguy hiểm khi họ đến nhà mình. Và đôi khi hẹn bữa nay thứ bảy cái máy hư, mình hẹn thứ tư họ mới nói họ đến được, thì trong thời gian đó ai sửa cho mình nếu mà mình không có phải là handyman, không có sửa được những cái đồ linh tinh ở trong nhà. Thì cái đó nó rất là quan trọng, những cái điều này nó gọi là tất yếu. Cho nên thành ra Dũng hy vọng trong tương lai Dũng sẽ gửi tiếp tục đến cho quý vị những cái clip nó bao gồm luôn những cái đời sống, cái nét văn hóa trong đó của người Tây phương, để mà sau này con mình có đi học ở Mỹ, các cháu có nói chuyện với bố mẹ, bố mẹ giá chót có vốn liếng để nói chuyện với các con, bố mẹ hiểu con nói gì, thì lớp đó nó sẽ giúp cho bố mẹ và các con gần lại với nhau hơn. Cái khoảng cách luôn luôn gắn liền lại với nhau. Dũng hy vọng là quý vị đã thích cái video clip này, và quý vị có những cái kinh nghiệm, trải nghiệm nào chia sẻ, quý vị cũng gửi đến cho Dũng thể lời tại nơi đây. Xin cảm ơn quý vị, hẹn quý vị vào những cái clip sau này. Nếu quý vị thích, đăng ký và chia sẻ nhé. Đăng ký, subscribe ở dưới cái nút nhấn vào. Xin kính chào. Kính thưa quý vị, cũng giống như sáng nay Dũng đã đưa phần 1 là chúng ta sửa cái máy nghiến rác ở dưới bồn rửa chén. Thì đã có vài người đã vào xem và nói là nhờ anh Dũng mà tôi đã sửa được cái máy của tôi. Những cái động tác đó cũng giống như Dũng nói, tuổi thọ của một cái máy như thế này là 7-10 năm. Và hồi sáng dựa vào cái tiếng kêu là cái máy nó vận hành lại, nhưng mà dựa theo cái tiếng kêu của nó thì Dũng cũng biết là nó đã gần đất xa trời rồi. Cho nên Dũng đi mua sẵn một cái máy này để mà thay vì là để nó hư nửa chừng. Lúc đó thì nó bị một cái là đôi khi chúng ta ở bên Mỹ này, đôi khi chúng ta làm rửa chén rửa bát, rau cải, chúng ta hay có cái thói quen là chúng ta nhét mọi thứ xuống đây, mà nếu không thì nó sẽ ọc ngược trở ra. Cho nên thành ra là mình tránh cái tình trạng đó, Dũng đã mua một cái về. Khi quý vị mua đó thì cái hiệu này là cái hiệu khá thịnh hành, coi như là phổ biến, Incinerator, cái tên của nó, cái hiệu là Badger 500. 500 đây là chúng ta thấy nửa ngựa mã lực, là half a horsepower, giống như sáng Dũng có nói là 1/3, phân nửa hoặc là 3/4 là ở dưới cho gia đình xài, không có lớn lắm, cái mã lực không cần lớn lắm. Thì cái bảo đảm của nó, nó để đây là 3 năm bảo hành. Nhưng mà thực sự là cái máy này thì cái nếu mà chúng ta xài mà đúng theo cái mức độ, những cái công suất của nó, đừng có làm cái gì mà quá tai, hoặc là kêu là abuse nó, đừng có lạm dụng nó quá, thì nó sẽ tối thiểu là 7-10 năm. Như Dũng nói là cái nhà này, Dũng và Phương là chủ của căn nhà này cũng 13 năm rồi, thì bây giờ tới giờ nó đã theo ông theo bà rồi.
Có nghĩa là nó đã cho mình hết cái công sức của nó rồi. Mình mua, khi mình mua cái hiệu ở dưới thì Dũng đã xem thì nó giống nhau. Thứ nhất, cái lợi thế của mình khi mình mua cái hiệu giống nhau á, là những cái phụ kiện của nó sẽ giống nhau. Chúng ta không cần phải thay phụ kiện, và chúng ta lắp ráp nó cũng rất là nhanh, lẹ. Cho nên hôm nay là Dũng mua về và Dũng sẽ hỗ trợ. Dũng đây là lần đầu tiên Dũng thay cái máy này, từ xưa tới giờ chưa cần. Nhưng mà Dũng nghĩ là theo cái mức độ và những gì Dũng đọc thì Dũng thấy là nó rất là dễ, nó không có khó. Chỉ còn cái là chúng ta phải giống như Dũng nói đó, khi thay đồ đừng có lấp liếm. Đồ dụng cụ thiết bị gì thì phải ra thiết bị đó. Nãy giờ quý vị cũng thấy ở đây thì cái này nó không phải là đồ cần đồ nhiều, nó chỉ cần hai cái tu vít. Một cái tu vít là nó gọi là bốn chấu, tiếng Mỹ nó gọi là Phillips. Còn một cái này thì là đầu bạc, thì chúng ta cái gọi là flathead, cho nó đơn giản, đúng không? Và cái búa này là để một chút nữa để làm một cái điều nhẹ nhàng thôi. Nhìn cái búa thì tưởng là cần phải đập phá gì, nhưng mà không, nó cần để chúng ta làm một cái động tác, mà tại vì chúng ta có cái máy rửa chén cho nên nó cần để đục cái lỗ xuyên qua từ bên máy rửa chén. Nhiều người chủ nhà, thí dụ thợ lợi họ gắn cho mình thì sẽ không, họ không có bị cái lỗi này. Còn nếu mà chúng ta làm ở nhà thì hầu như một trong những cái điều là họ quên đục cái lỗ này, cái lỗ mà của cái ống này là từ bên máy rửa chén thông qua, và chúng ta ngó vào trong thì nó có một cái miếng cao su nó chặn lại, cho nên thành ra chúng ta dùng cái tu vít và cái búa để chúng ta đục cái miếng cao su đó ra, để mà khi mà chúng ta gắn cái vòi máy thông nước từ bên máy rửa chén vào đây thì nó sẽ thông vào máy rửa chén, nó đẩy tất cả những cái nước thải nó vào đây, xong là cái máy nghiền này nó nghiến, xong nó đẩy ra từ đây. Cho nên là công cụ của nó hai hiệu ha, nó một công ba việc luôn. Từ bên trên đổ ăn xuống nó nghiến, xong nó thải đồ ra đây, và nước thải từ bên rửa chén cũng vào đây, xong đi qua nó, có nghĩa là những cái gì trong máy rửa chén chúng ta có vào đây, và từ đây nó sẽ thải từ đây ra. Cho nên thành ra là chúng ta thấy cái hiệu mà cái này có 99 đô, có 100 đồng bạc à. Mà cho nên thành ra Dũng mới nói đó, ở đây đó đồ nó không có mắc, nó mắc nhất là cái tiền của người thợ. Nếu mà chúng ta có người thợ Việt Nam đến thì sẽ rẻ, nhưng mà công của người Mỹ thì nếu mà người Mỹ đến thì trung bình là họ sẽ tính mình theo tiền giờ. Một cái máy này có thể họ sẽ gắn cho mình nhanh nhất là 1 giờ, thì giá chót là 75 đô cho tới 150 đô tùy theo. Cho nên nhưng chúng ta có thể làm cái này ở nhà không có khó. Dĩ nhiên là nếu mà những người phụ nữ không có đàn ông thì chắc cũng phải cần một người hỗ trợ, thí dụ có đứa con trai ở nhà hay đứa con gái thì hỗ trợ cho mẹ thì cũng được. Một chút nữa Dũng chúng ta đi qua từ giai đoạn thì quý vị sẽ thấy nó không có khó khăn lắm nha. Rồi. Và bây giờ là cái bước kế tiếp là chúng ta tháo ra nha. Thì Dũng sẽ nói với lại quý vị, thứ nhất là cái ống này là cái ống chảy vào trong cái máy rửa chén. Nếu mà chúng ta có cái máy rửa chén thì nó sẽ chạy vào cái ống này. Và tất cả, tại vì chúng ta mua cái máy giống y hệt thì nó không có phụ kiện gì mà nó khác, có nghĩa là chúng ta chỉ có tháo và ráp vào thôi. Nếu chúng ta mua một cái máy hiệu khác hoặc là mã lực lớn hơn thì cái phần này nó sẽ rắc rối. Cho nên thành ra quý vị sẽ thấy chúng ta sẽ tháo cái phần này, đúng không? Cái phần này toàn là tua vít, này là tua vít đầu, nó gọi là đầu bằng flat head hết, nó không có gì hết. Còn tất cả những cái ống này bằng nhựa, chúng ta bằng dặn bằng tay được hết, họ làm cho chúng ta dặn bằng tay được. Thì ở đây là tháo cái máy này là cái ở trên này là cái quan trọng nhất. Trước nhất là chúng ta nên tháo mấy cái ống này ra trước, không để cho nó rời ra, rút dây điện ra nhé. Quan trọng nhất là rút dây điện ra, dù cho đã tắt công tắc rồi nhưng mà khi làm việc có điện thì chúng ta nên rút cái dây điện ra. Khi cái dây điện rút ra rồi thì ở trong cái máy này, cái bộ phận của cái máy nó để tách rời cái máy, thì nó sẽ có một cái ống của nước rửa bát. Và cái ống này là cái ống mà sau khi cái máy nghiền, nó đẩy thức ăn nó nghiền hết, nó đẩy đi ra ngoài, thì cái ống đó là cái ống chính. Và cái để lấy rời cái máy từ cái bồn rửa chén ra thì nó có hai con ốc này. Thì ở đây chúng ta cũng thấy là cái thiết bị để dùng mà để tháo nó là cái hồi sáng khi mà Dũng có đưa cái này cho quý vị để sửa dưới này để mà dặn cho nó lỏng như thế này. Nhưng mà cái máy này nó lỏng, nhưng mà thực sự là tại vì cái motor nó cháy rồi nên phải thay. Thì cái này, cái thiết bị này nó cũng tốt là nó làm để cho chúng ta tháo cái động tác này, chúng ta đưa vào để chúng ta tháo. Khi mà xong rồi chúng ta tháo ngược cái chiều này, dặn cái chiều này đấy. Đây nó có cái lỗ trên này nè, quý vị thấy nó có hai cái,
Nó đây là ba cái cháu nha, một cháu, hai cháu và bên này một cháu nữa là ba cháu. Thì ba cái cháu này là một chúng ta đưa vào đây để chúng ta đẩy ngược lại, là cho quý vị đẩy theo cái hướng này ngược ra. Khi mà chúng ta tháo xong cái ống này mọi thứ gắn lìa, trước khi hạ cái máy xuống là chúng ta đi ngược theo cái chiều này để chúng ta đi ngược lại nha. Rồi để bây giờ quý vị sẽ thấy là Dũng sẽ tháo ra từ động tác cho quý vị xem, rồi sau khi đó chúng ta sẽ đi bước kế tiếp. Cái tua vít đầu dẹp đó, đây là cái ống rửa chén đây, mình đưa cái ống mình đưa qua một bên mình để đây nhé, đừng có để cho nó xa quá, tất cả thiết bị mình để gần đây đó hết. Để một cái thau ở dưới đây để nó bắt những cái nước, sàng lọc những cái nước mà nó dư ở trong này, nó ào ra khi chúng ta tháo là nó sẽ ào ra. Bây giờ chúng ta tháo cái nó gọi là cái elbow, là cái cùi chỏ đầu tiên. Thường thường là cái nhà mình bị nghẹn là nó nằm ở cái cùi chỏ này nhiều. Nếu mà chúng ta giải quyết ở trong này và cái cùi chỏ mà chúng ta không giải quyết được, có nghĩa là nó nằm ở trong cái ống chính. Và nếu mà nằm trong ống chính là chúng ta phải gọi tới thợ chuyên nghiệp rồi. Cái ống chính nó là cái ống nó đi vô trong cái hầu như là nó chảy ra chỗ cái ống thải ở trong hệ thống, nó gọi là sewer, là ống cống. Thì thường thường cái elbow này nó gọi, lý do mà nó chúng ta có cái ống cái cùi chỏ này là để nó giữ là tất cả những cái đồ gì chúng ta rớt xuống nó nằm ở cái cùi chỏ này, cái elbow này. Cho nên chúng ta, nếu mà mình là phụ nữ mình làm chưa có quen á, thì mình đừng có tháo để rời, mình tháo như thế nào mình để y ở đó để mình biết, mình nhớ một hồi là ở đâu nó đi ra đó. Tuy là nó dễ nhưng mà đôi khi với những người nào chưa làm lần nào thì nó khó. Ở đây mình ta còn một cái chấu nữa đúng không, cái chấu một là cái elbow này, cái này là nó sẽ tách rời, khi đó là chúng ta tách rời cái này ra được. Tất cả thứ này họ làm để cho chúng ta dặn bằng tay hết, chúng ta không có dùng thiết bị. Nếu mà đây là đồ nhựa không à, nếu mà quý vị dùng thiết bị là hơi nặng tay quá. Bây giờ chúng ta bẻ cái cùi chỏ này cho nó qua một chút xíu để cho nó ra khỏi cái chỗ mà họ chúng ta làm việc. Hầu như là bây giờ quý vị thấy là cái máy này nó đã tách rời rồi, không còn cái gì trong này nữa hết. Cái cùi chỏ này một chút, chúng ta tháo cái cùi chỏ này, chúng ta đưa cái cùi chỏ này ngược vô trong cái máy mới. Thì bây giờ cái quan trọng nhất là cái hạ cái này xuống, hạ bệ cái máy này xuống, thì chúng ta sẽ dùng hai cái cùi chỏ, hai cái tua vít mới nãy mà mình mua. Cái máy là nó có cái này sẵn để cho chúng ta tháo nó, chúng ta đưa nó vào như thế này để đi ngược lại. Bây giờ là chúng ta vào để chúng ta đưa cái máy xuống nha. Rồi đấy, quý vị thấy không, nó không có cứng lắm đâu, mình tháo một cái là nó bung ra ngay. Đây, cái máy nó đã ra rồi. Thì bây giờ chúng ta đưa cái máy lên trên và chúng ta làm việc ở trên thì nó sẽ dễ dàng hơn. Lại như này, lấy một cái khăn chúng ta chải ra nhé. Đây. Và quan trọng nhất là bây giờ làm gì? Chúng ta tháo cái cái đồ thiết bị mới đây đó, chúng ta mua nó có đầy đủ hết, quý vị thấy không ạ? Như chẳng hạn như ở đây chúng ta có luôn cái cùi chỏ mới này, nếu chúng ta cần thay. Nhưng đôi khi chúng ta không cần thay, bây giờ chúng ta thì tháo cái này ra chúng ta sẽ biết là có cần thay hay không nhá. Bây giờ tháo ra, tháo thì cái động tác này nó rất là dễ, quý vị nhớ nha, mình đừng đừng có ép mấy cái con ốc này mà chúng ta tháo ra như vậy. Chút nữa chúng ta gắn vào thì nên gắn bằng tay trước, tại vì khi nào chúng ta ép cái gì vào có nghĩa là nó có cái vẻ là nó bị trật cái đường răng này, cái nghĩa là cái thread của nó là rất là mệt. Trong này nó cũng sẽ có một cái giống như là cái lông đền vậy đó, ở đây nè. Đấy thì nên sử dụng cái mới, tại vì khi chúng ta mua nó sẽ có cái mới thì chúng ta sử dụng cái mới của nó. Để tháo ra để cho quý vị thấy là đây nó có một cái, đúng không? Thì cái mới này mình đưa vào đây, mình để ý những cái chi tiết này, tại khi mình gắn vào đó mà mình thiếu những chi tiết này á, là nó sẽ hở. Mà nước nó hở rồi đó là nó chảy, là nó rỉ, nó không phải ào ạt đâu. Mà đôi khi chúng ta ráp vào rồi hồi nó rỉ rạc là nó rất là mệt. Cho nên là những cái phần này chúng ta cứ đem hai cái máy chúng ta để và chúng ta xem so sánh với nhau. Nhất là mình đang nói là chị em phụ nữ thì mình sẽ không để ý cái phần đó thôi, chứ thật sự là nó không có khó lắm. Cái phần khó nhất là cái phần sắp tới đây, Dũng sẽ chỉ cho quý vị nha. Rồi cái điều kế tiếp này đối với chị em phụ nữ thì có thể khó khăn nhưng mà nó không khó khăn lắm. Tại ở đây á, quý vị nên nhớ là cái sợi dây này là sợi dây điện. Rất tiếc cái máy nó bán cho chúng ta nó không có sẵn sợi dây điện. Cái máy nó có 90 đô thôi, 95 đô. Cho nên thành ra nó tiết kiệm cái phần mà chúng ta phải ráp từ cái cũ qua cái mới mà là điện. Thì có thể là cái phần này là cái phần duy nhất. Ở dưới này thì chúng ta thấy có một con ốc.
nhỏ chúng ta tháo ra nha. Thì chúng ta sẽ thấy ở trong đây nó có 3 phần dây điện. Thường thường dây điện mà cái cọng màu xanh đó, nó gọi là dây mát, là tiếng Mỹ nó gọi là dây grounded. Grounded có nghĩa là những cái điện nào mà nó có cái phần nào mà nó bị trục trặc thì nó phải có một cái điện, cái động tác, một cái miếng thép nào để nó bám vào, để mà nó không giật vào chúng ta. Thường thường nó không có cọng dây mát đó. Những cái gì mà nó chỉ có hai cọng thôi đó, thì cái tầm nguy hiểm nó lên cao là khi tay chúng ta, những cái gì mà nó có nước, có đồ nó chạm thì nó sẽ chạm vào tay chúng ta, là chúng ta sẽ bị giật. Còn khi nào mà những cái nào mà nó có cái hệ thống cái dây mát này, cái dây màu xanh đó, thì nó gọi là grounded, có nghĩa là những cái phần nào điện mà bị chạm thì nó sẽ vô trong cái phần cái dây mát này để nó vào trong cái máy, thì cái máy nó sẽ là cái phần nó chịu đựng hết chứ không phải là cơ thể chúng ta. Thì chúng ta móc cái phần ở trong này ra thì Dũng, quý vị sẽ thấy có một cọng dây đen và một cọng dây trắng. Đó là đây nó gọi là alternative current, có nghĩa là điện dây truyền, dây nối, chứ không phải giống như điện ở trong cục pin. Điện trong cục pin thì nó gọi là direct current, có nghĩa là điện đi một chiều. Mà điện đi một chiều thì nó rất nguy hiểm, tại nó không có cái gì để mà nó tiếp cận. Cho nên thành ra là khi mà nó chạm vào người chúng ta mà có chuyện gì là chúng ta chịu đựng hết, chịu đủ hết. Cho nên thành ra ở trong này chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có 3 cọng dây. À, giờ chúng ta tháo cái này ra, cọng dây mát nó đã có ở đây rồi, đúng không? Từ cái đuôi điện này chúng ta sẽ lấy ra lại nhé. Tháo cọng phần băng keo này ra, tháo cái đầu dây điện này ra, trong này nó sẽ có cọng trắng nó đi với cọng trắng và cọng đen nó sẽ đi với cọng đen. Khi chúng ta đã tháo được cái cọng đen, cọng trắng và cọng dây mát ra rồi thì bắt đầu cái động tác kế tiếp là chúng ta tháo cái tua vít để chúng ta tháo lấy cái cọng dây này ra. Dũng ước gì là cái máy mà mai mốt mà cái máy mới nó làm á thì nó nên cộng luôn cọng dây điện này vào sẵn ở trong cái máy mới. Tại vì cái động tác này là những người nào mà thật sự họ ngại gì điện á, có thể là đây cái động tác họ ngưng, họ sẽ không làm tiếp. Nhưng mà động tác này thì nó cũng không có bao nhiêu đối với một người thì có kinh nghiệm về điện, chỉ là có bằng cấp điện nữa thì tự tin chút. Nhưng cái này thì là cái động tác này, nếu mà cái máy chẳng hạn như bán hôm nay Dũng mua cái máy này 99 đô, nếu mà cộng dây điện này thêm 5 đô nữa 104, thì chúng ta cũng Dũng nghĩ là phần lớn không ai ngần ngại để mua cái máy mà nó có sẵn cộng dây điện. Nãy giờ chúng ta thấy là cái động tác này là động tác nó mất giờ và nó gây cho người ta phải nhớ trí nhớ, nó không có khó khăn nhưng mà nó làm cho chúng ta phải tập trung, nhất là đối với Dũng sợ là chị em phụ nữ thôi, chứ thật sự đàn ông thì cái phần này nó cũng không khó khăn gì. Đấy, chúng ta thấy là chúng ta lấy ra rất là dễ nhé. Thì cộng dây điện này chúng ta phải tái sử dụng lại, qua cái máy này thì chúng ta gắn cộng dây điện vào. Cái này đó, mới nãy chúng ta tháo hai cái tua vít để tháo cầm dây điện, còn chúng ta muốn lấy cái nguyên cả cái coi như là cái cục tròn này để mà nó giữ cái dây điện. Chúng ta thấy mà cái này là nó giữ cái cọng dây điện, khi cái cọng dây điện nằm chỗ nó bắt để cho dính lại, thì chúng ta xoay tròn nó ra, tháo ngược nó ra đấy, thì chúng ta mang nó qua bên cái mới này và chúng ta cứ xoay tròn nó vào, giống như là cái nó có răng nha quý vị, đừng có giật lên giật xuống để nó hư. Thì chúng ta xoay tròn nó vào cho nó dính cứng, thấy không? Đừng bắt nó cứng hết, khi tất cả mọi thứ vào rồi chúng ta hãy bắt cứng lại. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần thọt cọng dây điện xuống, chúng ta cũng thấy là trong này nó sẽ có cọng đen, cọng trắng và nó có cọng dây mát ở đây. Và chúng ta cứ bắt ngược trở lại, đen vào đen, trắng vào trắng và cọng dây màu xanh là dây mát vào đây, là coi như chúng ta xong cái động tác dây điện. Cái này là về cái một cái chút đỉnh về điện để cho quý vị nhớ nha. Tại vì xưa Dũng học về điện cho nên những người học điện cái cơ bản đầu tiên là họ nhìn biết. Chúng ta thấy cái tua vít, cái con ốc nó, chúng ta dặn khi chúng ta dặn con ốc vào á, là nó sẽ đi theo cái hướng này. Chúng ta thấy mà cái này là cái mà chúng ta nói là con ground là con mát á, là nó sẽ đi theo cái hướng này. Cho nên thành ra khi chúng ta để cọng dây điện vào, chúng ta phải để theo cái chiều của cái này, đừng có để quay ngược lại. Khi chúng ta quay ngược như vậy đó, khi chúng ta dặn con ốc vào á, nó đẩy dây điện ra. Còn khi chúng ta đi vào cái chiều này á, thì khi con ốc nó đi vào là nó cuốn theo cái cọng dây điện, cho nên thành ra nó giữ lại. Thành ra nhiều khi mình nói là ô đâu có quan trọng cứ để vào, không,
Tại vì mình dẫn con ốc đi vô hướng này mà cọng dây điện nó đi hướng kia thì nó đẩy cái cọng dây điện ra. À, có nghĩa là cái mối nó bám nhưng mà nó không có chắc lắm. Còn nếu mà chúng ta đưa đi vô cái đầu này thì chúng ta dặn tôi dít thì nó sẽ đi đi vào. Cho nên như thế này nè, quý vị làm cho nó cong lại, xong quý vị đưa cho nó vào, thấy không? Đấy, thì khi như vậy đó, quý vị dặn vào theo cái hướng chiều này thì nó sẽ bám theo, nó vừa đi vào và nó vừa lôi theo cái cọng dây điện. À, kính thưa quý vị, dây điện là chúng ta hầu như đã xong, nhưng mà tại vì á, cái này thì chúng ta sẽ nhét nó dưới bình thường như vậy thì nó đủ. Còn nếu không á, thì chúng ta nên đi thêm một cái phần băng keo, mà băng keo này đó là không phải băng keo nào cũng được đâu nha quý điện. À, đây là cái loại là băng keo dây điện. Tại vì Dũng thì học điện cho nên lúc nào trong cái đồ quý vị có thể nhìn đây thấy những cái đồ phụ kiện của Dũng, nó có một cái hộp, nó có những cái thiết bị người ta nhìn vô là người ta biết điện. Tước dây điện, đầu, những cái này là của dành cho điện, tất cả những đồ đây là đồ điện không, nhìn vào đo nhiệt điện vân vân. Cho nên thành ra Dũng cẩn còn đem theo ở trong những cái thiết bị dụng cụ của Dũng, nó có cái này, cái những cái đồ này quý vị có tin không, hồi lúc Dũng học điện Dũng đã đem theo nó có rồi. Có nghĩa là những cái đồ này nó đã theo Dũng từ hồi lúc Dũng học bên kỹ sư điện từ năm 90, 89, 90 ra trường năm 92 vẫn đem theo, và cho tới giờ này chúng ta cũng thấy là nó vẫn còn giữ đây, và nó giống như đạp xe đạp vậy đó, nhưng nhìn vô là thấy hết. Ở đây nó cho mình biết cái số là cái cọng dây điện cái số nào, chẳng hạn như đây nó là chúng ta sẽ tước dây điện 10 cho tới 12 điện, thì cái số nó càng nhỏ là cái cọng dây điện nó càng to. Ở đây là chúng ta để tước dây điện 14 cho tới 16, nó gọi là gauge, gauge. Ở đây là 18 cho tới 22, có nghĩa là cọng dây điện cái số càng lớn là dây điện càng nhỏ nhé, để chúng ta để cộng vào để chúng ta tước dây điện. Ở đây là để chúng ta bấm, ở đây cũng có số đây nè, tùy theo thí dụ hai cái mối dây điện chúng ta để vào xong chúng ta bấm nó lại, nó dính lại với nhau đó. Cho nên cái thiết bị này nhìn thì đơn giản nhưng mà là nó là không có người kỹ sư điện hay thợ điện nào mà thiếu cái này được hết. Đây là cái đồ mà họ đem theo, mọi người thì họ làm một thứ giống như ca sĩ là cái microphone và cái monitor là chính của họ, thì dây điện người nào làm điện là không thiếu được cái này. Còn cái phần này á là giống như hồi sáng Dũng nói với quý vị á, bây giờ thì chúng ta cắm đó, còn thực sự là kỹ sư điện, nếu mà chúng ta làm kỹ sư là không thiếu này được. Bất cứ ổ điện nào chúng ta cắm vào thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta thấy là cái đèn nó sáng lên, khi cái đèn nó sáng lên là mình sẽ biết là nó có điện hay không, cho nên thành ra là mình không thể thiếu nó. Nó đi theo, nó giống như là đo nhiệt vậy đó. Cho nên nhìn những cái này thì mình nhớ lại là cái thời học sinh mình làm điện nhá. Còn cái cọng băng keo này thì nó là phải băng keo điện, tại sao? Nó chịu được cái độ nhiệt, cái độ nóng, ví dụ mà cọng dây điện nó nóng nó chảy ra hay là điện nó bị mát thì băng keo này nó chịu được. Chứ quý vị đừng có nghĩ là ô băng keo nào cũng được hết mà tôi dán vào, không, phải đúng băng keo điện, nó gọi là electrical tape thì mới được. Chúng ta dán lại để chi? Một phần là tránh thí dụ mà nước ở trong cái máy nó có nhỉ ra thì nó không gào dây điện, nó không làm mát dây điện, hoặc là dây điện ở đây nó có bị cái gì trục trặc, nó không có tuột ra. Tại vì một chút nữa chúng ta quấn chặt lại như vậy và chúng ta nhét nó lại trong cái lồng này, cho nên thành ra là giống như Dũng nói đó, tuổi thọ của một cái máy này là từ 7 cho tới 10 năm, cho nên thành ra chúng ta không muốn tháo nó trở lại một lần thôi, dán cho cái này cho nó chắc. Cho nên thành ra cái công đoạn này đừng nghĩ là nó ô tôi không có dây băng keo thôi, tôi giấy băng keo khác tôi dán vào. Dũng cũng nói đó là chúng ta không lắp liếm được, chúng ta tự làm ở nhà, nhưng mà nếu chúng ta cắt công đoạn hoặc chúng ta lắp liếm mà khi nào nó có chuyện gì xảy ra cháy nhà hay này kia đó mà bảo hiểm nó xuống nó xem và nó thấy là cái đó là cái sự bất cẩn của chúng ta thì nó có thể mượn lý do đó để mà nó không trả tiền bảo hiểm cho chúng ta. Nó nói là bạn làm bất cẩn, bạn chính là người gây ra cái tai nạn này, hoặc là bạn cố tình làm để cho nhà của bạn bị cháy điện nữa. Cho nên quý vị nhìn thấy giờ nó gọn lại này, ba cộng điện cộng dây mát chúng ta nhét xuống đắp cái nắp này lại là coi như là hầu như là xong rồi đó. Mình đi ngược công cụ là mình ráp trở lại thôi. Quý vị đừng quên này nha, đôi khi chúng ta làm nhớ là cộng dây điện nó đã vào rồi, mình lắp cái lỗ điện lại rồi. Cái này thì chúng ta bắt làm chi ạ? Hai cái này coi như là cái kèm, nó gọi là cái clamp á, cái này tiếng 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 Mỹ nó gọi là clamp, là giống như cái miệng của con nghêu hay là con hến á, nó gọi là miệng hến để mà nó kẹp cọng dây điện lại. Tại vì cọng dây điện thì nó dẹp và đôi khi nó nằm ở dưới này á thì chúng ta không muốn cọng dây điện nó nhúc nhích. Tại vì nếu mà cọng dây điện mà chúng ta không kẹp cứng nó nhúc nhích lại ngày qua ngày thì đôi khi chúng ta làm việc ở dưới cái chỗ mà cái bồn rửa chén này đôi khi nó bị nghẹn rồi chúng ta sẽ chạm cái dây điện này nó bị xê dịch ngày qua ngày thì nó bị lỏng ở bên trong. Thì lúc đó là đôi khi cái máy nó hư hoặc nó bị chạm điện, không phải vì cái máy mà là vì chúng ta bất cẩn một cái động tác nhỏ này. Đối với điện thì là chúng ta những cái chi tiết nhỏ, hồi xưa học kỹ sư điện á, là những người này là những người phải chi tiết. Một cái chi tiết nhỏ nó có thể dẫn tới cái chuyện lớn. Đôi khi chúng ta làm một cái circuit, một cái công thức
xong chúng ta nhìn rồi chúng ta nói là xong rồi dễ lắm, nhưng mà thật sự là vì thiếu một cái chi tiết nhỏ cho nên thành ra cái chi tiết nhỏ nó biến thành cái chuyện lớn cho chúng ta sau này. Coi như chúng ta đã thấy cái đuôi xong rồi, thấy không? Đấy. Đấy. Thì hồi sáng Dũng có chỉ cho quý vị đó là cái nút này là cái nút nó gọi là circuit breaker. Ở trong cái máy mà nhiều khi cái máy nó bị nghẹn thì cái nút này nó sẽ bung lên để nó phòng ngừa là dây điện cháy hoặc là cái máy bị cháy. Cho nên thành ra sáng Dũng có chỉ cho quý vị trong cái công đoạn 1 là khi cái máy của chúng ta ngừng thì chúng ta vào xem coi cái nút này có bung lên không. Nếu mà cái nút này nó không bung lên là có nghĩa là chúng ta cái máy đang bị nghẹn, bị vấn đề trong đó. Là Dũng đã, quý vị xem cái video của phần 1 để Dũng đã chỉ cho quý vị nha. Rồi, coi như là cái phần còn lại là cái phần mà chúng ta đi ngược lại thôi, cái giai đoạn mới nãy. Bây giờ là chúng ta ráp đưa cái máy lên trở lại nha. Ở đây nó có ba cái ngàm, quý vị nhớ là ba cái ngàm này nó có ba cái chấu ở đây đúng không? Ba cái chấu này nó phải đi vào ba cái đường này, chúng ta bẻ vô thì nó rất là dễ nhìn thấy như vậy, nhưng mà nó không khó. Nếu mà phụ nữ tay yếu chân mềm thì đôi khi chúng ta cần hai người, một người đỡ cái đít và người ở trên cái ngàm cho nó vào. Và ở đây chúng ta nói là có hai cái nút mà hai cái lỗ mà để cho chúng ta bẻ nó vào. Bữa nay chúng ta đi ra đường này thì giờ chúng ta dặn ngược trở lại, khi đưa lên mà chúng ta thấy ba cái ngàm nó vào rồi chúng ta dặn thì nó vào thôi. Nếu mà Dũng thì cái máy mua thì nó có sẵn một cái này rồi, ở nhà thì có thêm một cái này nữa, cho nên hai cái nó làm rất là tiện. Nếu quý vị không có đủ hai cái thì quý vị có thể dùng cái tua vít cho một ngàm, còn bên này một ngàm nữa mình bẻ nó đi lượt, còn không thôi mình bẻ một ngàm nó cũng đi, xong mình phải bẻ dặn hai đầu kia nhá. Cho nên thành ra quan trọng là cái này, quý vị cũng thấy nhớ là cái ống này mới nãy là cho nó đi qua cái ống rửa chén, và cái ống này là cái ống nước thải ra, cho nên thành ra giờ quan trọng là chúng ta đưa cái máy lên. Đó. Tại vì tất cả thiết bị là nó đúng đồ như đồ cũ, không có cái gì để thay hết. Nếu mà thực sự là chúng ta cần phải thay thì khi chúng ta mua cái máy nó có luôn cái đồ mới để cho chúng ta thay, quý vị thấy đây không ạ? Đó, thì đây là cái công đoạn mà nếu cần thiết, nếu mà quý vị có thời gian thì chúng ta có thể thay luôn. Còn nếu không thì hiện giờ cái này nó vẫn xài bình thường, coi như chúng ta lắp ráp vô thôi. Và hiện giờ là chúng ta không, chúng ta nói là tiếng Mỹ nó có cái gì là nó nói cái câu là if it's not broken, don't fix it. Nó, nếu mà nó không có hư, đừng có sửa. Mình kêu thợ lại thì nó sẽ sửa. Tại sao? Nó tính thời gian. Và ở trong cái hộp thì nó có đầy đủ hết, thì thợ nó sẽ tháo luôn cái bộ này ra, để nó gắn cái bộ mới vô. Và cái bộ này nó tốn rất nhiều thời gian, cho nên thành ra hiện giờ cái này chúng ta không bị gì cả. Thì chúng ta giữ cái bộ mới ở trong cái hộp để xây cua, để khi nào mà nếu chúng ta thấy nước nó rỉ từ đây, có nghĩa là cái phần này nó bị rỉ, thì chúng ta chỉ tháo cái nguyên cái bộ này xuống chúng ta thay. Còn giờ hiện giờ nó không bị gì cả, cho nên giờ chúng ta đưa ngược lên nhé. Quý vị, ngàm chúng ta đã đưa lên rồi, có nghĩa là mình đưa ba cái ngàm vào, mình bẻ cho nó qua, nhưng mà đừng có siết cong lại, đừng có siết cho nó cứng. Cái này mình để đây sẵn. Cái vòi mới nãy mình tháo ra như thế nào, quý vị nhớ nha, cái vòi nó đi xuống thì chúng ta sẽ đẩy cho nó qua, để cho nó vào đâu hết. Một trong những cái vấn đề về bên nước á, về plumbing á, đừng có ép. Khi chúng ta làm gì mà chúng ta thấy chúng ta ép nó là có nghĩa là chúng một hồi nó sẽ xì ra. Và cái chỗ đó là cái chỗ những cái mối đấy, chúng ta nó sẽ đi như thế này, mọi thứ nó phải suôn sẻ. Nhưng mà chúng ta ép uổng nó là chúng ta biết là cũng giống như là hôn nhân vậy, giống như tình yêu, đừng có ép nó. Cái gì nó vô cái khớp, nó đúng cái khớp là đúng cái khớp. Đây cũng vậy, đây là cái elbow đúng không, là chúng ta để vào thì nó đúng ngay cái khớp của nó là nó sẽ vào ngay hết. Thì mới nãy chúng ta đã thấy cái hình như thế nào. Thí dụ mà trước khi mà quý vị quay á, quý vị nói là tôi không biết, thì quý vị nên chụp tấm hình trước, để khi mà chúng ta quay rồi chúng ta quay trở lại nó không có thiếu sót gì hết. Nãy giờ chúng ta thấy rồi đó. Bây giờ bắt lại hết mọi thứ. Cái ống đi xuống, elbow, ống nước ở bên cái ống mà máy giặt, máy rửa chén, máy quên máy giặt, máy rửa chén, mà chúng ta sẽ bắt vào. Xong xuôi hết rồi chúng ta hãy dùng cái này để chúng ta siết lại, siết mới này chúng ta mở là chúng ta đi ngược cái phía này. Khi mà siết là chúng ta đi ngược về cái phía này nhá, đi ngược lại. Nó nói là theo phía cái đồng hồ, còn cái này là đi ngược phía đồng hồ. Nhá. Bây giờ là chúng ta chỉ cần bắt lại thôi quý vị, cho nó ở đâu ra đó. Giống như Dũng nói đó, khi quý vị làm về ống nước đừng có cưỡng ép. Nó vô cái khớp là nó bắt rất là dễ, còn khi chúng ta mà bắt phải cưỡng ép nó, có nghĩa là chúng ta đang chưa có vô khớp. Và chúng ta bắt nó vô, chúng ta nghĩ là vô, nhưng mà hồi có nước là nó sẽ rỉ ngay. Đấy, ở đâu nó ra đó hết rồi đúng không? Thì đây, Mỹ họ làm tất cả bằng đồ nhựa, nó rất là dễ. Cho nên thành ra là bằng không cần phải cái gì mà chúng ta phải siết bằng, kia là phải chặt quá. Cái cùi chỏ này là cái chính ở đây. Và mấy cái này nè, nếu mà ở nhà có bị dễ thay thôi.
nó cưa và chúng ta đồ đây tại vì đồ nhựa cho nên thành ra dễ cưa, dễ dễ giải quyết lắm. Cái vấn đề khó khăn nhất là chúng ta đã giải quyết rồi, giờ chúng ta bắt cái cắm vào nha. Rồi đúng không? Rồi đó, coi như là công đoạn của chúng ta là xong. Bây giờ chúng ta thử cái là xả nước ra, quan trọng nhất là xả nước. Và chúng ta khi chúng ta xả nước, chúng ta quay ở dưới coi coi ở dưới đó coi nó có rỉ nước hay không. Những cái chỗ này chúng ta đã thấy nó đang rỉ, là cái chỗ này đã nghĩa là chúng ta phải bắt lại đó, là quan trọng lại đó nhé. Thì đây là cái cách để cho chúng ta test, là chúng ta test là chúng ta bắt lại, đây là cái chỗ mà nó chưa chặt thì mình sẽ bắt lại một lần nữa để trước khi mình xả nước. Thưa quý vị, giống như Dũng nói mới lại đó, là đồ nhựa mà chúng ta chỉ cần một cái khớp nào nó không chặt thôi là nước nó rỉ ngay. Cho nên thành ra bây giờ là chúng ta lại Dũng đã bắt lại rồi. Bây giờ chúng ta xem nha, mở nước lần nữa. Đấy, không có một giọt nào hết. Mà luôn luôn là dưới đó là chúng ta nên để cái thau ở dưới đó, lúc nào phải có một cái thau nhựa một hai đô gì mình để đó, để mà khi nào mà chúng ta ngó xuống những cái gì nó rỉ đó chúng ta sẽ thấy ngay. Rồi bây giờ là tới giờ này là giờ quan trọng đây, là tới giờ công tắc, mình mở lên nhé, như là một vợ mới lấy về, im ái không có sáng so với lại cái tiếng buổi sáng là chúng ta nghe khác hẳn. Và quý vị, nãy giờ chúng ta làm cũng khoảng là nguyên cái công đoạn này cũng khoảng gần 30 cho tới 45 phút, coi như là tùy theo là kinh nghiệm của chúng ta. Dũng nghĩ là cái mấu chốt, cái hóc búa nhất vẫn là cái cọng dây điện, còn ngoài ra những cái kia thì rất là suôn sẻ. Hy vọng là quý vị đã hôm nay phần nào rút ra được cái kinh nghiệm là chúng ta có thể không cần phải là giỏi, mà những cái linh tinh này gọi là handyman chúng ta đều có thể làm được ở nhà. Hồi sáng thì Dũng có thử gọi cho một người làm thợ ống nước, thì Dũng nói với họ là tôi cần thay cái máy, thì họ cho họ báo giá cho Dũng là 140 đô. Thì Dũng hỏi tại sao mắc vậy, họ nói lương của họ một giờ là 70 đô, và họ nói là cái máy này họ không dám đảm bảo là làm trong vòng một tiếng, cho nên họ nói là để chắc ăn là 140 đô, nếu chịu thì họ đến. Và hôm nay là ngày thứ bảy, họ nói là nếu họ đến thì thứ ba họ mới đến được, phải làm cuộc hẹn. Cho nên ngày thứ bảy, thứ nhật, thứ hai, thứ ba là 4 ngày chúng ta không sử dụng được cái máy, có nấu ăn thì phải bên này, ở bên một cái bồn thì không sử dụng. Nhưng mà Dũng chỉ đi ra Home Depot mua cái máy 99 đô, giống như Dũng nói với quý vị, ở bên này đôi khi đồ á nó rẻ hơn là cái công, cái nhân công là nó mới mắc. Cho nên hồi sáng họ gọi là họ báo, họ nói là nếu quý vị quen với lại thợ Việt Nam thì chúng ta biết là người Việt Nam luôn luôn thân thiện và họ làm cái giá cho đồng hương thì lúc nào cũng rẻ hơn. Còn nếu mà chúng ta gọi cho người Mỹ thì dĩ nhiên là họ làm việc là ở đâu nó ra đó, dĩ nhiên là nó có đảm bảo, họ làm thì nó có bảo hiểm vân vân, nhưng tiền nào của nấy. Nhưng những cái này thì Dũng nghĩ là nó quá linh tinh. Nếu mà Dũng nghĩ là từ ở trong 1 cho tới 10 cái mức độ khó, ví dụ những cái nào mà chúng ta nói 2, 3 nó dễ, còn mức độ khó là 10 là khó lắm đó nha, là chúng như bắt tay vào coi như là cái thử thách. Thì cái dự án cuối tuần này thì Dũng cho nó cái này khoảng chừng 5, từ cái bức thang 1 cho tới 10 gọi là khó thì Dũng cho cái này là khoảng là 5. Cho nên trong hy vọng là tương lai, như mà cái clip đầu tiên mà quý vị xem mà sửa đó, là Dũng nghĩ là từ 1 cho tới 10 thì nó chỉ có 2 cho tới 3 điểm khó khăn thôi, là chúng ta để sửa để coi cái bị gì. Và khi mà chúng ta biết là nó hư và chúng ta phải thay nó thì nó lên tới mức thứ 5 so với lại sáng nay. Hy vọng là quý vị đã rút ra được kinh nghiệm, Dũng chia sẻ được một phần nào để cho chúng ta trở thành handyman, đúng không? Handyman. Và đừng, bây giờ thì em không còn handyman mà là đi gọi là ai mà cũng có thể gọi, giờ mà em đã là handyman độc quyền rồi, đúng không? Cho nên thành ra là em không có business card và không có số điện thoại và không có đi phục vụ nữa. Cho nên thành ra chỉ có gửi tới những cái clip này đấy. Cho nên thành ra bây giờ nếu mà giờ này mà gọi sửa thì chỉ có một người gọi thôi, là bộ nội trợ, là bà sẽ gọi và nói là handyman ơi, bà cần giúp này, bà cần giúp kia, thì mình chịu rồi, tại vì giờ mình làm độc quyền. Giống như bà hớt tóc, bà là thợ hớt tóc độc quyền của mình, cho nên thành ra là may mắn lắm là mình có được một người họ chịu độc quyền, họ chịu đồng hành với mình. Chứ một ngày nào mà mình muốn đưa công đưa sức của mình ra, đúng không, mà họ không nhận, đó mới là đau, đúng không? Nên giờ này vẫn còn có người muốn độc quyền là ok rồi, có người cần ký độc hợp đồng hoặc độc quyền với mình là mình còn có giá trị lắm. Cảm ơn quý vị.
và hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ còn những cái dự án nho nhỏ xung quanh nhà mà Dũng sẽ gửi đến chia sẻ cho mọi người. Bye bye, nhớ nhau quý vị thích subscribe đăng ký.